Okay, xin chào các bạn, chào các bạn quay trở lại với kênh của Giang. Mình là Jesse, là Tarot Reader tại kênh 127 Tarot Apprentice. Hôm nay mình chia sẻ niềm đam mê của mình với bạn tâm lý con người cũng như là những vấn đề huyền bí. thì giống như Giang nói là đó là gần đây thì Giang căng khá là bận với lại mấy công việc khác, cho nên là Giang sao mà Giang không ra video thường xuyên được. Bye bye away, thì đây là một cái video Giang cố gắng trải. Rất là cố gắng trải trước khi chúng ta bước vào tháng cô hồn, đó là tháng 7 âm lịch ha. Thì hôm nay Giang sẽ xem thử đó là có điều gì mà bạn nên lưu ý ở trong cái tháng 7 này không, tại vì đây là một tháng tương đối là nhạy cảm ở trong văn hóa châu Á của mình ha. Hôm nay ta sẽ có 3 tụ bài tương ứng với lại 3 lá bài ở đây, Giang sẽ cho các bạn xem nhé. Đây 3 lá bài, đây là nhóm thứ nhất nhé. New Moon in Scorpio, Go Deeper là của nhóm 1. Nhóm 2, First Quarter Moon in Libra, Keep Your Heart Open. Và nhóm 3, First Quarter Moon in Virgo, Assess the Situation. Ok, thì mọi người hãy lựa chọn ở đây một nhóm mà mọi người cảm thấy được thu hút nhất thông qua bất kỳ thứ gì ở trên này nha. Màu sắc, thông điệp, hình ảnh, cung hoàng đạo đều được, hoặc là các mùa trăng. Sau đó thì Giang sẽ rút bài cho mọi người nhé. Ok, Giang đến với các bạn nhóm 1. Ok, xin chào các bạn nhóm 1. Những bạn đã chọn lá bài New Moon in Scorpio với thế thông điệp ở đây đó là Go Deeper, đó là đi vào sâu sắc hơn ha. Thì Giang sẽ rút bài trực tiếp cho các bạn nhóm 1 về cái chủ đề liên quan tới những điều mà các bạn có thể là còn phải lưu ý hoặc là chuẩn bị trước chẳng hạn trong tháng 7 âm lịch sắp tới ha. Timeless. Rồi, giờ đây Giang sẽ bắt đầu rút bài nhé. Trong một cái môi trường nó mang tính tổ chức, hoặc là nó có mang cái tính sáng tạo trong đó, hoặc nếu như mà nó không phải là như vậy á, thì có thể trong cái khoảng thời gian tháng 7 sắp tới sẽ có những cái sự chuyển dịch tương đối là nhiều diễn đến với các bạn. Thấy được là có một vài bạn, các bạn sẽ kết thúc, hoặc là các bạn sẽ rời bỏ đi khỏi một cái nơi nào đó mà cái nơi đó đã khiến cho các bạn đã tự che giấu khả năng hoặc là tự giới hạn khả năng của mình tương đối là nhiều. Cái nơi mà nếu như các bạn ở trong cái trường hợp các bạn rời bỏ thì cái lý do mà khiến cho các bạn rời bỏ, thứ nhất là tại vì trên thấy các bạn đã cố gắng làm việc ở trong đó một cái khoảng thời gian rất là lâu với một cái niềm hy vọng đó là những cái gì mà mình cống hiến sẽ được mọi người công nhận và sẽ có một cái sự thay đổi hoặc là một cái sự chuyển dịch nào đó, có thể là tăng lương, tăng chức hoặc chỉ đơn giản là được mọi người công nhận cái khả năng của mình thôi. Nhưng mà Giang thấy đó là sếp của bạn ha, có vẻ như là một cái người nó không phải là ở cái trường hợp tay nghiến người khác, nhưng mà cái cảm giác là dạng như sếp của bạn là một cái người mà họ khá là, tức là họ nói rất là nhiều nhưng mà họ không thực hiện được, không thực hiện được hết những cái gì mà họ đang nói. Họ có thể luôn tỏ ra là một người rất là quan tâm, rất là chăm sóc bạn, nhưng mà khi mà bạn nói ra những cái vấn đề của bản thân mình á, hoặc là cái cách mà cái người đó giao tiếp á, thì đằng sau những cái gì mà họ nói nó luôn có một cái con dao ở đằng sau, và nó khiến cho các bạn thật sự phải tự hỏi đó là mình chưa đủ tốt như mình nghĩ, hay là thật ra có một cái gì đó nó không ổn ở trong cái người leader hoặc là ở trong cái ban lãnh đạo này. Thì trong tháng 7 sắp tới sẽ có những cái điều, sự kiện nó diễn ra
Hoặc là nó đã diễn ra trước đó rồi, và tháng 7 này là một cái tháng nó đỉnh điểm thôi, tức là nó đẩy mọi thứ nó lên cao trào thôi. Và đó là lúc mà bạn sẽ đưa ra cái quyết định, đó là mình tiếp tục đi hay là mình tức là mình tiếp tục đi với lại cái nơi này hay là mình dừng lại ha. Thì ở đây có những cái lời khuyên nó đang nói đến một cái việc, đó là hãy dám mạo hiểm. Tại vì Giang có cái cảm giác đó, đó là đây là cái nơi cũ của bạn, là một cái nơi an toàn. Mình thì mình không rõ mức lương là bao nhiêu, nhưng mà mình thấy được đó là một cái nơi bằng cách này hay cách khác ha, nó vẫn cung cấp đủ về vấn đề tài chính cho các bạn, giống một trong vậy là không. Chỉ là cái vấn đề ở đây đó là bạn không nhìn thấy tương lai phát triển của mình ở trong cái nơi đó, cho nên nó khiến cho các bạn suy nghĩ khá là nhiều. Hoặc là những gì mà các bạn làm á, tức là bản thân các bạn nghĩ ra ý tưởng này chẳng hạn, thì nó lại bị mang ra thành ý tưởng cộng đồng chung, hoặc là ý tưởng dạng như nó không phải là người khác giành lấy công sức của bạn nha, nhưng mà nó sẽ là những cái dạng như kiểu là nhờ có sự giúp đỡ của tôi nên bạn mới làm được cái này á, hiểu không? Nó là dạng dạng như vậy, trong khi cái đó là ý tưởng của một mình bạn nghĩ ra hết. Thì bạn thấy là có những cái sự nó tương đối là bất công. Có một vài trường hợp ấy nữa thì em thấy là một cái lý do khiến cho các bạn đắn đo á, đó là tại vì các bạn sợ là nếu như mà mình rời khỏi cái nơi này, mình sẽ không đến được một cái nơi khác nó tốt hơn, hoặc là bạn nhìn thấy cái người sếp của bạn dù thế nào thì cũng là một người rất là giỏi, hoặc người sếp này có một cái giao tình cảm nào đó với lại bạn, ví dụ như là từng là khóa trên của bạn, hay là bạn của mẹ bạn, hoặc là một cái gì đó, nó có một cái gì đó liên quan tới quan hệ ở đây, hay nên khiến cho các bạn khá là suy nghĩ khi mà các bạn quyết định rời bỏ đi. Thật ra kể cả khi các bạn nhóm một, các bạn kết thúc ở cái thời điểm này á, Jen không nói là ngay lập tức các bạn sẽ gặp được những cái niềm vui hay là cái gì đó nha, tại vì Jen thấy là sau khi các bạn rời khỏi cái nơi này á, nó vẫn sẽ có những cái gánh nặng liên quan tới trách nhiệm, hoặc đơn giản là các bạn bị kiệt sức, và các bạn sẽ có một thời gian các bạn khá là cần phải nghỉ ngơi. Hơn nữa, Giang có cảm giác là sau khi các bạn rời khỏi cái nơi cũ, nếu các bạn quyết định rời khỏi nơi cũ á, thì cái nơi cũ đó mọi người sẽ đặt ra những cái tiếng xấu cho bạn khá là nhiều. Kiểu như họ nói là bạn làm không được việc hay là cái gì đó tương tự như vậy, hoặc là nói là bạn lười biếng các kiểu cho nên là bạn mới rời khỏi công ty đó, nhưng mà sẽ có một vài cái lời nói xấu ở trong đó. Thì ở đây nha, có một cái cảm giác năng lượng được đó, đó là nếu được, nên không biết trước đó các bạn nhóm một các bạn làm nghề gì, nhưng có lẽ các bạn nhóm một các bạn sẽ phù hợp với những công việc hoặc là những cái môi trường đó, nó thoải mái, nó không có bị gò bó về mặt tổ chức, hay là dạng như là tầng tầng lớp lớp, như kiểu là bạn xong phải qua leader, xong leader là phải qua quản lý, xong quản lý là phải qua cấp cao nữa. Tức là mình thấy là có thể là bạn sẽ phù hợp với lại những cái công việc trong những cái môi trường nhỏ, ví dụ như là nơi mà mình làm là chỉ có 8 người thôi chẳng hạn, thì nó rất là nhỏ và mình có vấn đề là mình có thể giải quyết luôn, chứ mình không có cần phải đi qua nhiều lớp. Hoặc là bạn sẽ phù hợp với lại những cái công việc mang tính chia sẻ kiến thức nhiều hơn, tức là một cái nơi mà bạn chỉ nha, chẳng như là thuần túy là tự mình xây dựng, tự mình dạy, tự mình nhìn tất cả mọi thứ, chứ nó không có phải là một cái môi trường mà nó quá là nhiều người á. Tức là tại vì nhiều người thì nó sẽ rất là nhiều drama, thì bạn lại không phải là một người phù hợp với lại những cái môi trường đó. Cái sự drama nó sẽ khiến cho các bạn bị stress khá là nhiều ha. Về mặt tài chính á, thì Giang thấy là an tâm, bạn sẽ không bị quỵt lương nhé. Tức là bạn rời bỏ khỏi công ty cũ á, thì bạn vẫn sẽ nhận được lương thưởng đầy đủ, chứ không có phải là người ta quỵt lương của bạn ha. Cho nên là mình thấy về mặt tài chính á, thì nó vẫn có những cái sự ổn định nhất định ở trong tháng 7 âm lịch sắp tới. Thậm chí nha, là nếu như bạn nào ở trong nhóm một các bạn đã đầu tư vào một cái gì đó trước đó, ví dụ như là các bạn mua chứng khoán, các bạn mua đất cái kiểu gì chẳng hạn, thì Giang không, bạn sẽ thấy một vài cái tín hiệu tích cực ở trong tháng 7 âm lịch. Nó chưa phải là dạng như tăng trưởng vượt bậc, nhưng mà nó sẽ có những cái signal báo là các bạn là các bạn đã mua đúng hướng rồi đó. Có một lời khuyên ở đây nữa đối với các bạn nhóm một, đó là nếu được á, thì hãy cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi để hồi phục lại sức của mình khi mà các bạn ra lá play, ra lá vui chơi ha. Các bạn sẽ cần phải đi, các bạn sẽ cần phải đi ra ngoài để các bạn hiểu được một cái điều đó, đó là
cái vấn đề ở đây có thể là không phải là bạn sai, mình cũng sẽ không nói là bên công ty bạn sai, nhưng mà maybe đó là bạn không còn phù hợp với lại cái nơi đó nữa, hoặc là cái nơi, hoặc là cái nơi đó nó không còn phù hợp với lại các bạn ở những cái điểm quan trọng nữa, thì đừng có vội ha, đừng có vội sợ hãi tương lai sắp tới khi mà tương lai nó còn chưa có kịp đến nữa mà mình sợ thì nó sẽ khá là phí. Hen, đối với lại những cái người mà người ta tìm cách nói xấu bạn, người ta tìm cách đặt điều sau lưng bạn á, thì thật ra Danh nghĩ đây là một điều không tránh khỏi. Giống như Danh nói là trong một cái tổ chức lớn á, sẽ luôn có những người gây drama, luôn có những người người ta ghét bạn. Và tất nhiên khi mà người ta đã khó chịu, người ta ghét bạn, người ta muốn tạo drama, scandal các kiểu, thì đương nhiên là bạn có ở hay bạn có đi á, người ta cũng sẽ nói hết. Cho nên là cái vấn đề bây giờ là bạn đang không ổn, thì mình cứ tạm thời mình gạt những cái đó qua một bên đi. Những ai mà họ tin vào cái đó thì mình cũng sẽ phải khá là suy nghĩ. Còn những ai mà người ta không tin vào cái đó thì tức là người ta có những cái nhìn nhận khách quan của mình. Cũng có thể là lý do vì sao mà các bạn lựa chọn là go deeper, đó là đi sâu vào bên trong bản thân mình hơn, để các bạn nhìn nhận lại cái giá trị của mình, cũng như là các bạn repair, các bạn sửa chữa lại những cái nguồn năng lượng xấu mà mình đã tiếp nhận trong khoảng thời gian vừa qua, bài trừ nó ra và tìm kiếm lại những cái sự tự tin cho riêng mình ha. Hãy nhớ là what doesn't kill you, what doesn't kill you makes you stronger ha. Cái gì không giữ được bạn sẽ khiến các bạn mạnh mẽ hơn. Thì cái kết thúc ở đây của các bạn á, nó là một lời nhắc nhở của vũ trụ về cái việc đó là chúng ta phải cẩn thận hơn ở trong những sự lựa chọn sắp tới, cũng như là có những cái điều nó đã kết thúc rồi mà mình cứ cố gắng mình delay, mình trì hoãn á, thì mọi thứ nó có thể nó sẽ tệ hơn khá là nhiều ha. Rồi, kết thúc và cho bạn nhắm một ở đây. Hy vọng trả bài đem được cái thông điệp đó cho bạn nhé. Bạn có gì muốn hỏi mình chia sẻ, bạn hãy để lại bình luận cho em biết, cho tập trả lời. Hẹn gặp lại các bạn nhắm một trong những lần sau. Bye bye. Ok, xin chào các bạn nhóm 2. Những bạn đã chọn lá bài First Quarter Moon in Libra, Keep Your Heart Open. Ở đây là lá bài nằm ở vị trí của Heart Chakra, đó là vị trí của luân xa trái tim, nằm ở ngay phía dưới phần xương ngực của bạn á. Đó, chắc các bạn biết trái tim nó nằm ở đâu rồi. Thì nó ở ngay cái vị trí đó ha. Thì bây giờ Giang sẽ bắt đầu rút bài cho mọi người, rút bài trực tiếp ha, để xem thử cái thông điệp. Cái điều mà các bạn nhóm 2 cần phải lưu ý ở trong tháng 7 âm lịch sắp tới nhé. Tại sao cái lá của các bạn nó lại liên quan tới Heart Chakra? Tại vì câu chuyện của các bạn nhóm 2 có vẻ như liên quan khá nhiều tới mặt tình cảm, tình yêu ha, tình yêu và các mối quan hệ. Rồi, ở đây có gì cho các bạn? Trải bài của cái bài của các bạn nhóm 2 ra được 3 lá 8 lần ha. Các bạn ra 8 xu, 8 cậy, 8 ly, các bạn còn thiếu 8 kiếm rồi đó. Nhưng mà hên là nó không ra, không là mấy cái tới quý rồi. Ok. Nói sao nhỉ? Thường á, khi mà chúng ta rớt vào những lá 8 á, tức là có những cái sự thật nó diễn ra trước mặt các bạn luôn, nhưng mà các bạn không chịu nhận thấy, và các bạn vẫn lì lợm, các bạn vẫn kiên trì cho rằng mình có thể thay đổi một cái điều gì đó, nhưng mà rốt cuộc là đi vô ngõ cụt. Thì đó là cái ý nghĩa một cái những cái lá bài số 8 ha. Nó như là không phải là lá 8 nào cũng là như vậy, nhưng mà mainly hầu hết nó là như vậy. Rồi thì câu chuyện của các bạn ở đây á, Giang nhìn thấy được cái câu chuyện tình cảm của các bạn là một cái câu chuyện nó đã rồi. Tức là đây là một cái người cũ, hoặc đây là một cái câu chuyện tình cũ mà các bạn chưa bỏ xuống được. Có thể là
tình vừa mới chia tay xong, hoặc là vừa mới ly dị xong, hoặc là một cái tình cũ cũ nào đó trước đó nữa mà các bạn lại luôn suy nghĩ về á, thì Giang có một cái cảm giác ở đây ha. Có một vài bạn giống ai ở đây, các bạn là những người mẹ đơn thân. Và khi các bạn là những người mẹ đơn thân á, thì nếu như mà là mẹ đơn thân thì Giang có cái cảm giác đó là các bạn chưa hoàn toàn đứt liên lạc với chồng cũ, mà kiểu như các bạn có con á, thì kiểu như là sẽ chăm sóc qua lại, nhưng mà kiểu như là bạn thật sự không hợp với lại cái người chồng cũ đó lắm, và các bạn muốn là kiểu như con mình là chỉ có một mình nuôi thôi, nhưng mà bên kia thì người ta cứ tìm mọi cách để mà giành lấy con bạn á đó. Cho nên là với lại là bản thân các bạn nhóm hai, các bạn cũng có cái suy nghĩ là bây giờ cái việc mà con mình chỉ có một người nuôi á, chỉ có bố hoặc là chỉ có mẹ, nó có thật sự tốt không, và cái việc mình tách con mình hoàn toàn khỏi cái người đã thân sinh ra nó thì nó có thật sự ổn hay là không. Khá là nhiều ha, khá là nhiều suy nghĩ ở trong đầu của các bạn nhóm hai bây giờ ha. Nhưng cảm thấy được các bạn nhóm hai, các bạn là một người rất là chăm chỉ, các bạn là một người rất là nỗ lực trong những cái gì mà bản thân đã làm từ trước đến nay. Và khi mà các bạn lựa chọn rời bỏ khỏi cái mối quan hệ cũ, mình thấy được các bạn là người chủ động rời đi. Nhưng mà khi mà các bạn rời bỏ nó đi á, thật sự không phải là bởi vì các bạn muốn như vậy, mà đó là bởi vì các bạn không nhìn thấy được lối thoát nữa ở trong cái vấn đề này, và các bạn đã quá mệt, cho nên các bạn mới lựa chọn rời đi. Thì chính bởi vì nó là như vậy, cho nên là nó khiến cho các bạn suy nghĩ rất là nhiều. Đó là cái đó có phải là một phút nông nổi của mình không? Cái đó là đúng hay là sai? Những cái gì mà mình đã xây dựng trước đó, những cái niềm tin của mình trước đó, nó có thật sự còn có ý nghĩa nguyên bản như trước đây hay là không ha? Nếu như các bạn giống ai, các bạn vẫn chưa rớt vào cái trạng thái này, thì sắp tới sẽ có những sự thật được diễn ra để các bạn, tức là các bạn chỉ mới cảm nhận thôi á, các bạn chỉ mới cảm nhận là có một cái gì đó nó sai trong cái mối quan hệ này, các bạn chưa hoàn toàn chia tay, hay là kiểu như là các bạn chỉ mới là đứt kết nối, các bạn tạm thời không nói chuyện với nhau các kiểu á, thì trong khoảng thời gian tới ha, sẽ có những cái sự thật nó diễn ra trước mặt các bạn, hoặc bản thân các bạn nhóm 2, các bạn có thể tự chủ động đi tìm hiểu mày mò về cái lý do mà vì sao hai người không còn nói chuyện được với nhau, hai người không còn ngồi xuống đối thoại được với nhau nữa. Tại vì có một vài trường hợp ở đây, em không nói hết tất cả ở trong nhóm 2, nhưng một vài trường hợp ở đây thì người kia của bạn có người thứ ba, hoặc là cái người thứ ba ở đây không phải là họ đã quen người thứ ba nha, mà là họ có tư tưởng với người thứ ba, tức là họ đang cảm nắng một người khác, hoặc là họ đang có một cái gì đó khác thu hút sự chú ý của họ hơn là bạn. Cho nên á, là mới dẫn đến cái tình trạng đó là hai bên không giao tiếp, không nói chuyện được với nhau trong khoảng thời gian vừa qua. Thì ở đây nếu như mà có một cái lời khuyên gì đó dành cho các bạn nhóm 2 á, Giang không khuyên các bạn tiêu cực. Tại vì Giang có một cái cảm giác là cái việc người kia, người ta có người thứ ba hay là không có người thứ ba nó không quan trọng. Cái quan trọng là bản thân các bạn nhóm 2, các bạn cũng không còn ở trong cái mối quan hệ này nữa. Tức là các bạn đã nhìn thấy những cái sự khác biệt, và các bạn đã bắt đầu cảm thấy nó không còn là một cái mối quan hệ, hay cái người này không còn là một cái người mà xứng đáng cho mình tiếp tục đầu tư vào. Và chính bản thân các bạn, thật ra có một cái chủ đề khá là hay ha, bàn về cái việc đó là như thế nào là tư tưởng ngoại tình. Cái việc tư tưởng ngoại tình là khi chúng ta cross một ai đó khác mới được gọi là tư tưởng ngoại tình, hay khi chúng ta không còn muốn tiếp tục với người đó nữa, chúng ta cảm thấy chán nản, chúng ta cảm thấy không có mục đích, chúng ta cảm thấy không còn yêu người đó nữa, cái đó có phải là tư tưởng ngoại tình không? Thì thật ra Giang nghĩ cái quan trọng ở đây nó chỉ là một cái tên thôi, cái quan trọng ở đây đó là cảm xúc của các bạn nhóm 2 cơ. Thì cái cảm xúc ở đây của các bạn nhóm 2 á, mình thấy là các bạn đang có những cái mục tiêu khác mà các bạn muốn thực hiện. Và trong những cái mục tiêu đó nó không có hình ảnh của người kia nữa. Thì khi mà mình đã có những cái quyết định đó, mình làm rõ ràng hơn những cái suy nghĩ và cảm xúc của mình á, thì khi đó mình mới đưa ra được cái lựa chọn đó là mình nên tiếp tục hay là mình nên kết thúc. Một cái lời khuyên nữa ở đây á, đó là các bạn có lẽ nên nói ra cái sự thật này với lại cái người kia, nói ra cái cảm xúc của bạn, đó là bạn đột ngột không còn yêu người ta nữa, hay là bạn đột ngột
Một ngày đẹp trời bạn tỉnh dậy là bạn cảm thấy là à, mình không thể tiếp tục đi cùng với người này nữa. Cái chuyện này diễn ra mà Giang đã từng có những ngày như vậy nha. Có những cái ngày mà Giang đã khóc là nhiều trước đó, xong tự nhiên một và một buổi sáng Giang ngủ dậy mình cảm thấy là mình không còn việc gì phải nghĩ về cái người đó nữa. Nói là như vậy á, cái cảm xúc con người nó khó hiểu như vậy đó, nhưng mà đó là cuộc sống. Thì có lẽ là nên nói cái sự thật này ra, nếu như đang có quá là nhiều thứ khiến cho các bạn bị concern, các bạn bị lo lắng, các bạn nghi vấn cái này nọ gì đó, thì nên nói ra ha. Hay giống như Giang gần đây đã khui cho một bạn queen của Giang đó, là nếu như mà em cảm thấy còn một cái điều gì đó em có thể làm ở trong mối quan hệ này nhưng bạn chưa làm được, thì cứ nói ra. Không nhất thiết là phải hẹn người kia ra một cái buổi, hãy cứ làm hết những gì các bạn muốn làm ở trong mối quan hệ này, để sau đó các bạn không hối hận là các bạn đã không làm nó. Còn cái việc người kia người ta reaction như thế nào, người ta lựa chọn ra sao á, đó, đó là cái chuyện cá nhân của họ mà mình không có gì phải quan tâm nữa khi mà cả hai chúng ta đã kết thúc rồi ha. Thì đây cũng là cái lý do vì sao mà các bạn có lá keep your heart open, hãy giữ cho trái tim của bạn rộng mở. Cái sự việc này kết thúc không có nghĩa bạn sẽ không gặp được một người mới, chỉ đơn giản là hai bạn không phù hợp thôi. Có thể hai bạn đã từng phù hợp nhưng bây giờ hai bạn không còn phù hợp nữa, tại vì chúng ta đều thay đổi theo thời gian, đúng không? Đó, thì cứ giữ một cái góc nhìn rộng mở ra, và kể cả khi cái người đó người ta thật sự là tư tưởng ngoại tình chẳng hạn đó, thì hãy nghĩ đơn giản đó là ok, mình có thể đã từng khiến họ hạnh phúc nhưng mà bây giờ có một người khác người ta xứng đáng làm được cái điều đó hơn. Thì nếu như mà bạn thật sự có tình cảm với người đó thì cứ chúc những cái điều tốt đẹp nhất cho họ. Tất nhiên trong trường hợp nếu như mà trà xanh nó vô nó phá quấy rối các kiểu thì tất nhiên là bạn cũng cần phải tỏ rõ thái độ của mình ha. Tại vì mình nghĩ là thì cái người kia người ta lựa chọn một cái phương án tình cảm khác á, đó là cái quyền lựa chọn của họ, mình không can thiệp vào. Thì đồng thời người đó cũng không được quyền can thiệp vào cái cuộc sống và cách sống của bạn ha. Đó là một cái sự sòng phẳng ở trong một mối quan hệ. Bài và ngoài kết thúc cho các bạn nhóm 2 ha. Thì Giang chỉ hy vọng trong khoảng thời gian tháng 7 âm lịch sắp tới, những cái gì cần buông bỏ và nên buông bỏ, hãy buông bỏ nó. Những cái gì cần được nói ra, cần được thể hiện để bạn không hối hận thì cứ làm nó ha. Nhưng mà đồng thời hãy cho mình những cái góc nhìn mở, cho mình một cái kết quả mở, chứ không việc gì phải vì người khác mà đóng những cái cánh cửa tương lai của mình lại hoặc là của con bạn lại hết. Tất cả mọi chuyện nó đều sẽ ổn thôi. Tất cả mọi chuyện nó đều đang diễn ra trên thế giới này, bạn không phải là người duy nhất trải qua cái trường hợp này. Có rất nhiều người, người ta đã trải qua, người ta đã vẫn ổn, người ta vẫn hạnh phúc, người ta vẫn gặp được một ai đó khác mang lại những cái niềm vui cho họ, thì bạn cũng có thể là như vậy đó. Cho nên là hãy cứ vui lên, ý là vui lên nghe hơi kỳ, như là hãy cứ có niềm tin vào những gì mà các bạn đang làm, nếu như các bạn đã thực sự biết là bản thân mình làm đúng ha. Rồi, các bạn bài cho các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye. Ok, xin các bạn nhóm 3 nhà bạn đã chọn là bài First Quarter Moon in Virgo. Assess the situation. Assess the situation. Với vị trí của throat chakra, đó là chakra cổ họng ha, thì các bạn biết cổ họng mình nằm ở đâu rồi. Thì đây là cái bài cho các bạn về cái chủ đề, đó là những gì mà các bạn nên lưu ý trong tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn sắp tới. Thì bây giờ sẽ rút bài cho mọi người nha. Nhóm 3, câu chuyện của các bạn trong 3 tụ hôm nay thì các bạn là tụ có một cái gì đó nó vui hơn so với lại những cái tụ khác. Nó vẫn có cái vấn đề nhưng mà nó đỡ buồn, đỡ lo lắng và suy nghĩ nhiều hơn hai nhóm trước đó ha. Rồi đầu tiên thì trong tháng 7 âm lịch sắp tới á, Giang nhìn thấy được sẽ có những cái tin vui.
tin tức vui đến với lại các bạn ha. Và cái tin tức vui này á, nó có thể là không nhất thiết là nó bắt nguồn từ bạn, nhưng mà cũng có thể là bạn sẽ có tin vui về trong gia đình. Ví dụ như là có người kết hôn, hay là có một ai đó có con chẳng hạn, ý là có con một cách rất là bất ngờ á, kỳ vậy như thế. Còn nếu như mà không phải á, thì sắp tới, mình không khẳng định là sẽ ở trong tháng 7 âm lịch, nhưng mà sắp tới ha, thì có thể là bạn sẽ gặp được một cái người là định mệnh của mình, hoặc đó là một cái người mà các bạn cần phải gặp. Và cái người này thì họ sẽ đến, họ sẽ đến và họ chỉ đến khi mà các bạn nhóm 3 các bạn học được, học xong cái bài học về yêu thương chính bản thân mình, học về self love đó, học về tình yêu thương chính bản thân mình. Các bạn nhóm 3 ở đây có một vài bạn là những người có trực giác rất là tốt, hoặc bản thân các bạn cũng đi theo một cái môn huyền bí, ví dụ như là tarot chiêm tinh, tử vi, thần số học các kiểu ở trong này ha. Thêm nhớ thấy được á, các bạn là những cái người có những cái tiêu chuẩn rất là cao đối với lại partner của mình. Các bạn là những người có những cái gu rất là rõ ràng về cái người partner của mình là ai. Tuy nhiên á, cái người sắp tới mà các bạn gặp sẽ là một cái người khác với những gì mà các bạn nghĩ về định mệnh của mình. Thì ngay không biết là các bạn đã biết định mệnh của mình thông qua xem bài, thông qua tử vi hay là thông qua cái gì, ngay không biết. Nhưng mà người này sẽ khác với những gì mà các bạn nghĩ khá là nhiều. Người này lớn tuổi hơn các bạn và cũng là một cái người tương đối là già dặn ở trong cuộc sống. Họ là một cái người mà có cái sự nghiêm khắc ở trong cơ thể, ở trong cuộc sống của họ, nhưng mà họ đồng thời cũng là một cái người mà sẽ rất là biết cách để yêu thương chiều chuộng người khác khá là nhiều ha. Và cái này là cho bên nữ nhé, cho bên nữ hoặc là cho bên các bạn gay, tại vì đây là năng lượng của nam. Cái năng lượng mình nhìn thấy là năng lượng của nam, chứ không phải là năng lượng của nữ. Cho nên là nếu như mà các bạn nam xem trở bài này thì đây có thể là mô tả về bạn ha. Ok, có một cái Giang sẽ lưu ý cho các bạn nhóm 3 về mặt tiền bạc. Thì Giang thấy là trong tháng 7 cô hồn á, tiền bạc của các bạn không được tốt cho lắm. Nó sẽ hơi có một chút xíu sự thiếu hụt nhẹ ở trong tháng 7 này. Có thể là tại vì các bạn phải đi dự đám cưới quá là nhiều chẳng hạn, hoặc là các bạn chi tiền ra để làm đẹp cho bản thân. Sau một cái khoảng thời gian mà các bạn học được cái bài học sau lớp á, thì các bạn rất là sẵn lòng chi tiền ra để mà gọi là thỏa mãn những cái nhu cầu sở thích của bạn. Tuy nhiên là hãy cẩn thận với lại điều này ha. Các bạn nên học cách cân bằng tài chính thì nó sẽ tốt hơn trong cái khoảng thời gian tới. Có một vài bạn nhóm 3 ở đây thì Giang nhìn thấy được á, các bạn vẫn đang đi tìm những cái điều gì khiến cho các bạn vui vẻ hay là các bạn hạnh phúc. Đặc biệt là trong khoảng thời gian sắp tới, khi mà các bạn nhìn thấy ai cũng có biến đổi cho cái cuộc đời của mình, thì các bạn cũng đang khát vọng được tìm kiếm một cái biến đổi cho chính bản thân mình ha. Thì ở đây các bạn cũng có một cái lời khuyên, đó là hãy cứ play, hãy cứ chơi đi, hãy cứ vui vẻ đi, xong rồi cái gì nó cần tới thì nó sẽ tới hết. Đó, có một vài bạn nhóm 3 đây, nhưng có cảm giác là các bạn sử dụng những cái spell, sử dụng những cái bùa chú hoặc là những cái đá phong thủy các kiểu để mà các bạn lôi kéo tình yêu với lại cuộc sống của mình á. Thì thật ra Giang không có vấn đề gì với những cái đó hết, nhưng mà Giang thì Giang chỉ cảm thấy là những cái đó nó chỉ nên là một cái thứ support tinh thần của các bạn thôi. Nó không nên là cái channel, cái kênh chính để mà mình phụ thuộc vào nó trong cái việc tìm kiếm người yêu các kiểu. Tại vì cái vấn đề ha, đó là khi mà các bạn muốn tìm kiếm người yêu, các bạn phải hành động, đúng không? Các bạn cứ ngồi ở trong nhà, các bạn cứ ngồi một chỗ, các bạn cứ đi những cái nơi quen thuộc, hoặc là những cái buổi tiệc các bạn không có dám nói chuyện với ai, không dám tiếp xúc với ai á, thì nghĩa là nó sẽ hơi khó ha, để mà cho các bạn biến điều ước của mình thành sự thật. Nếu như các bạn nhóm 3 nào á, mà các bạn vẫn chưa tìm kiếm được cái câu trả lời cho cái câu hỏi bản thân các bạn là ai á, thì trong khoảng thời gian tới các bạn sẽ có được cái câu trả lời
đầu tiên cho cái câu hỏi này. Và cái điều này các bạn sẽ được dạy, các bạn sẽ được một ai đó dạy, một cái người mentor nào đó ở trong cuộc sống mà các bạn vô tình gặp được, và cái người này sẽ chỉ cho các bạn về cái bài học các bạn là ai, hay là các bạn cần phải làm gì để đi đến được cái câu trả lời chính xác cho cái câu hỏi các bạn là ai ha. Đại khái á, là trong tháng 7 sắp tới thì em thấy điều duy nhất các bạn nhóm 3 cần lưu ý đó là về mặt tài chính. Về mặt tài chính, và cái thứ hai đó là về cái việc cân bằng cảm xúc của mình giữa những cái mình muốn và những cái người khác có. Nó không hẳn là ghen tị ở trong này, nhưng mà nó có những cái nguồn năng lượng như vậy nó đang diễn ra ha. Cũng như là có một cái sự cân bằng giữa những gì mà các bạn muốn và khả năng của bạn ở thời điểm hiện tại. Như vậy nó có thể là sẽ tốt hơn cho các bạn nhóm 3 trong khoảng thời gian tới ha. Ok, riêng về cái lá bài lời khuyên của các bạn á, thì đây là cái lá bài nó nói đó là đánh giá tình hình. Thì đây chính là cái mà chị nói ha, đó là đánh giá giữa cái bạn muốn và hiện thực của bạn. Khả năng của bạn bây giờ nó có đáp ứng cái này không? Thì nó sẽ tốt hơn cho các bạn ha. Mình muốn một cái gì đó thì mình phải đánh giá được mình đang đứng ở đâu, và sau đó mình sắp xếp một cái kế hoạch phù hợp để đến được cái điều mình muốn á, thì như vậy nó mới ok. Còn nếu như mà mình cứ nói là mình muốn nhưng mà mình còn không biết là mình đang có cái gì, mình đang không có cái gì, mình đang thiếu cái gì, xong mình cứ muốn một cách khá là mơ hồ như vậy á, thì nó sẽ rất là khó để mà các bạn nhóm 3 có thể đạt được đến cái mơ ước mà các bạn đã ước từ trước tới nay ha. Ok, kết thúc là bài cho các bạn nhóm 3 ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.